ô là tô 2K xin kính chào quý khách. Dưới uh, uh, giới thiệu cho quý khách xem cái uh, nẹp bước chân uh, ngoài của xe Honda BRV uh, 2023 2024 mới nhất hiện nay của hãng Honda quý khách nhé. Sản phẩm thì gồm có bốn cái nẹp uh, nẹp như này. Nẹp ngoài như này. Chất liệu thì bằng inox quý khách nhé, bề mặt bằng inox. Đó. Đặc biệt là uh, trên cái bề mặt này thì có in với chữ BRV và nó có cái đèn nét đằng sau để cho khi mình đi ban đêm đó là có cái điện nó vào điện phát sáng là cái chữ BRV nó nổi bật hơn đó làm cho cái xe mình nó thể thao hơn, nó đẹp hơn đó. Thì lắp đặt thì đều có các cái dây hết quý khách nhé, tất cả có dây điện hết này mình lấy nguồn ở điện ở trong xe ra đó và mình đi ngầm dây ở dưới mặt sàn để đi vào bốn cái cửa xe đó rất là dễ lắp thôi quý khách nhé. Địa chỉ shop từ Hai Bà Trưng Hà Nội quý khách mua hàng đặt hàng cứ liên hệ với shop nha. Giúp nhận ship hàng ra hàng trên toàn quốc luôn khách nhé. Rồi, xin cảm ơn khách rất là nhiều ạ.